Ủa đây nè, thấy không? Quá trời luôn kìa, nó đi lạc tứ xứ. Nguyên bầy nó núp ở dưới lá. Nguyên bầy bên đây nè. Đâu? Trong đây nè. Có muối thì phải khua khua nước nhẹ nhẹ nó lên. Đó, bầy gà đó nè. Trời ơi, thấy được chết liền quá. Mấy cái bầy cá đâu vậy? Ừ. Ồ, mình không nhìn thấy rồi con. Nước đậm không hết. Đó. Đây nè. Nó đen. Nó đen sao thấy được đây nè, chị qua đây chị đứng ngay đây nè, ngay chỗ em nè. Em sao chừng lui lại con. Đây nè, chỗ này nè, đâu nằm đây. Đó, chỗ đó đó, đó dưới lá. Oh yeah, I see them now. Kìa gà lôi kìa, vô tình gặp gà lôi, mình đang ở Summit Hill. In the city. Slowly. Stop, stop. Oh, nó run away rồi. Ừ, con phải đi từ từ thôi. Ok, hồi lát đi ha. Giờ đi tiếp ha. Exercise tiếp, lát hồi thấy tiếp ha. Ok, ok, let's go. Let's go. Yeah. Let's go this way. Huh? This way. Từ từ thôi, slowly. You're too fast. Again. How many times already? 4 times. She ran away. Seagull. Yeah, seagull. On 7th floor. So funny. I'm recording. Eating. This is something. See, he must be very hungry. Oh. Oh my God! Imagine if you open the window. Yeah. Imagine. Yeah. But it's just taking away. Sorry. Nothing for you to eat. Even you know we try to help. To moon up the window. You see, I see we run away. Fly away. Go to the sea. Go to the beach. Oh, he left. Oh, okay. Okay, go to the beach. Hey, listen. He's a big bird. Yeah, that big one, huh? Sorry, no food. No water. Still there. Again. Left. No. Still there. Not left. Now sit there. Yeah. Now they go already. Yeah. Quá đẹp luôn á. Tinh khôi luôn. Có con mèo kìa. Ông cho chụp phải không? Hay coi chừng nó nhảy cho nó cào mình không trời. Hi kitty. Hi kitty. You hungry? Wow. Mi không chịu đi. Mi đang nói chuyện với chim. Tumi, I mean, Hami, can we go now? Your mom already left. Oh, look at the other one. The light yellow, see? Oh, so cute. The one very edge. At the end. That one, like. That's one. Oh, it's so cute. So happy. Yeah. It looks a little like a little parrot. Yeah. Oh. Oh. Oh, look at them. So that's the blue one down there. Yeah, I know.
So beautiful. I got a video at the moment. Because it's cut. Just... big fish, aren't they? Con dolphin với lại con rùa với nó cò, mà hiền nhà ta thì không nó cò được mà cũng không xuống nước được, phải có ngồi cái ghe đặc biệt đi vô mà. Hopefully we'll get one more look at this pod of dolphins. I hope you've had a great time over here at Moreton Bay, at Moreton Island today. The weather's started to clear up for us, but weather doesn't usually bother us too much. We still have a good time over here. Thanks very much for coming out with us today, guys. We'll start our journey back home very, very shortly. It takes us about an hour to get home, so there's still plenty of time. You can chill out. Có con quà nữa kìa.
con, không sao con, không sao con đi từ từ thôi, nó không có ít dư đâu. Bên đây nhiều lắm rồi Khang, bên đây nhiều lắm nè, qua đây coi nè. Hôn cho mau mau. She will love it. Nó ăn rồi hả? Đâu đâu có ăn. Mày đi khiếp, cắn gì mà cắn là mặc áo mà mặc áo chứ. Lúc đó con cũng đang đi di chuyển mà nó đầu vô nó cũng cắn vậy. Thôi đi ăn cỏ đi mày ơi. Mấy người kia đi bơi hết rồi, không biết có nên đi bơi không ta. Để coi bên nhà anh Hải có đi không. Đi với bên nhà anh Hải. Giờ lần bày dịch tới. Nhà này Vừa rồi. Ngày mai đi sáng sớm. Đưa cái mặt bà ra đây luôn nè, nên nhà lẹ lên. Chị Hạnh. Chị Hạnh, lấy miếng ra thảy đi chụp hình bà luôn. Quên là quay phim bà luôn nè. He caught the crab with the kid. The kid not... allow him to cast the female crab, so we have to release to the water. Yeah, so that's good pond. You save the nature, okay? Good girl. Okay. Cua to quá bị bắt thả. Đi với đám nước nít này là thua. You have to release. Trong nó có con bự hơn. I can't see it anymore. Thấy đấy, bông kia bà trời ơi. Cái bà kia bà làm gì đó. All the way there. Cái con.
đừng nói, đừng nói, có con phố nó bắt có thả hết. Nó tiếng Việt, nó tiếng Việt. Nó tiếng Việt, nó hiểu nè. Ôi không để ý đâu, không để ý. Này là đọc chuyện Doraemon rồi đó. Chưa có gọi là nhiều từ, nó còn chưa có hiểu hết không? Nhưng mà nó đọc được. Good girl. Thank you. Chưa, chú đau khổ. Chú nãy giờ canh biết bao lâu mới có con cua bị. Ok ok, stop stop con, stop stop please. Thôi mình stop. Mâm đi, lên cho mâm đi. Con ngựa với con bò. Nó phối giống với nhau. Con ngựa với con gì đó. Nó phối giống không đúng. Đúng là con ngựa. Không cùng loài. Là con lừa thì. Con lừa, con ngựa, con ngựa với con lừa, đúng rồi, con ngựa với con lừa. Là con la, nhưng mà con la không có khả năng sinh sản. Không có khả năng sinh sản, với là nó sống trong thời gian ngắn nó cũng chết. Tiếng Anh mới gọi cái con Dolly phải không? Đúng rồi, là Bill. Có cái con lừa đầu tiên á. Con la đầu tiên. Tên là Dolly. Dolly là con cầu, cầu Dolly là nhân giống. Đó là kiểu mà nhân giống từ DNA là khác. Chết rồi. Chết rồi. Không bán đấy rồi. Là bạn sao của con. Thiếu té con. Rồi vô. Câu ấy ông cho ăn cái gì? Chỉ thấy chạy lại đường lại. Thấy không? Thấy chim sợ không? Ngồi đây đi. Rồi đó. Rồi kìa, nó lại kìa. Đó. Còn nó đang ngồi thì cứ đứng lên coi. Rồi. Chứ phải đâu mình phải. Rồi cho nó từ từ nó lại đó Bảo. Cho con. Ngồi im. Con nó cho ăn á. Ừ, ngồi im. Kìa, kìa nó lại có chừng nha bà kìa. Kìa, kìa để tay cho nó lên nó ăn kìa, đó. Kìa, có chú Viên kìa. Nó không có, không dám ngồi trên tay. Trời, con nó chạy qua đây, nó sợ tụi bay rồi, nó né qua đây. Ngồi em, nhỏ, ngồi xuống. Come on nè. Sao nó miếng mà. Rồi, ngồi xuống. Từ từ thôi, bò lại. Kêu bò lại đó. Bảo ngồi im đi, coi nè, coi ba nè, coi ba làm. Nè, mà lát nó bay tới tới tay nè. Ngồi im. Ừ, để tay xuống nhà rồi. Nó không dám lại, nó không dám ăn trên tay. Ý thưa con. Rồi, nó qua bên cậu chú Viên hết rồi. Má chim mà ăn. Nè. Cho chim ăn á. Rồi, Bảo ra đây ngồi ha. Ngồi đây với ba. Nó ngồi yên được mới ghê. Đó, lại nhúc nhích tới gần tao. Nguyên đám bu lại đây nè, bu lại gần tao nè. Coi Bảo nữa làm cái gì.
Có hai ông cha kìa ngồi giải thóc. Chim ăn bảo ăn đâu, coi cho chim ăn đi, quay qua đây cho chim ăn nè. Anh Quốc Tuấn nè, máy chụp hình này chụp giùm cho. Đi qua coi mấy người kỳ dân tộc nhảy không? Trời, con Phú đi, đi lạng tới cái chuyện bay bất tiêu hết trơn luôn. Thế là... Nói đàng hoàng. Thu Bình thế là... Dùm con. Dùm con. Rồi, mày phải cái là chim nó ở... Không... Rồi, 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 anh thấy đi. Wow. Bên đây nó bự đều hơn á hả? Trời ơi. Này cho ngé vô đây là nó khoái lắm á. Bữa hổm nó đâu biết đâu không? Nó chơi từ từ thôi, nó không muốn chơi lâu. Trên cuộc đời này có những nỗi khổ phải đi bên ngoài đem đi thường. Nhà Phật có rất rõ. Oh man. Oh man. Nhảy lên luôn kìa, nó không có sợ mình ha. Này là mấy cá này ở chùa đó, mấy cá này ở ngoài người dân là coi như là xong rồi. Giờ đi. Thấy ghê quá hả? Như gác nhạc hả? Giống như bán ở chợ á. Có chỗ nào bóc đó nghe bỏ vậy. Đó, con kìa. Bên này còn cái chép không hả? Nó có ăn, mình cho nó ăn được không? Nó đang cùi bắp ông ơi. Có đâu kìa, xin đừng cho thú ăn nè. Ai đưa cho nó cùi bắp ăn không vậy trời? Nó không có bầy á, nó bầy. Ồ, vậy là nó ăn bắp được, cái này là chủ coi nè. Chụp hình với con chim 50 kìa. Nó cho đậu lên vậy luôn á, 50 mình chụp được 3 tấm. Đó cho các leo lên luôn kìa. 50 bạc, 50 bạc một người mà chụp được 3 tấm. Coi chừng nó ỉ á, coi chừng nó ỉ á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tưởng cái nào đồ ăn. Thịt đều đều quá, thịt đâu một chỗ vậy con? Đó, đó. Rồi đàn vịt nó rủ nhau nó đi. Trình tự luôn chứ, trình tự. Nó đang đi diễu hành kìa. Vịt nó đang đi diễu hành kìa. Ừ, xin giờ xong rồi đó. Vịt nó đang bray. Đất bray. Đi cũng đi theo hàng nha, xếp hàng đi. Con này đi lộ hàng, đi chủ qua đây. Con này nó bị xi cầu que này.
này đi đào ngũ, vịt này đào ngũ, vịt dưới cũng bị cầu que gà tội nghiệp à. Mấy con này còn nhỏ mà bắt cái gì hả? Không phải mấy con này đâu phải không? Không, con này nhỏ lắm. Mấy con to đằng kia kìa. Mấy con này là mới nuôi được chưa được 2 tháng. Còn mấy con kia là con đó. Trời, mày có đi chết không á? Chị, cái cục đá này nó có tác dụng gì anh Sang? Nó có cái chất muối á, còn làm cho có liếm. Thằng chi nãy mới thấy con bỏ lại liếm em. Nè em thấy nó lọ, nó liếm mà lọ giống như ha. Như là chất khoáng hả? Ờ hay ha. Nó bổ sung cái chất khoáng trong cơ thể nó. Cho nên nó liếm. Thấy đúng rồi. Này kia chị nó liếm kìa chị. Nãy cho em nói nãy nãy. Bên kia bên kia. Mặn mặn à. Hay ha. Đó. Đâu có biết đâu. Đúng là ta nói đi một ngày đàn học sàn khôn ta vậy. Còn hết đá đó mình mua cục khác mình gắn vô. Đá bộn mà. Đá bộn mà. Cái bình thường lắm.